em bực lắm. Ai là người nắm tay thì không cho, kêu hôn thì chủ động. Không không phải là chủ động mà kiểu là kích mình á, dám không? Dám đi làm đi, đừng có nói không làm. Dở nói nhiều quá, giờ dám không vậy đó. Giờ em dám không, xong anh ống chở thẳng vô khách sạn luôn. Cũng chắc từ lâu. Cái xong lúc em vô phòng em nói chứ em muốn gọi điện thoại cho mẹ em, cả ông xanh gọi cho mẹ em chi. Kêu mẹ lót chơi à? Chơi mấy phụ huynh nữa. Tình yêu các em nó phát triển chắc là đẹp lắm đúng không? Không có anh, sau đó ông bỏ em á. Ủa cái chuyện mà vợ em ghen là coi như là mọi người biết luôn á. Hầu như là ai cũng biết. Rồi em ghen khùng ghen điên cỡ vậy đó. Rồi. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, tưởng ai xa lạ. Một đôi trai tài gái sắc. Một đôi trai tài gái sắc và rất là gọi là thân thiết với tôi. Rất vui khi là được chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Và mời hai em. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Thuận, cô Dân. Chị Dân. Dạ, chị Dân. Chào em. Dạ, em là anh Tài. Đó. Dạ, năm nay 34 tuổi rồi. 32 tuổi. Tính được gì 34 chữ vậy? Trời ơi, khai mang hả? Nhiều khi em lấy vợ về rồi em không biết em bao nhiêu tuổi luôn á. Bây giờ nói thiệt cả là em với là em nhỏ bằng tuổi hay là bằng tuổi? Bằng tuổi. Bằng tuổi. Nói thiệt đi. Hiện tại em đang là diễn viên, là ca sĩ tự do. Lời tiên xin cho em gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận cũng như là khán giả đang coi chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Vũ Ngọc Ánh, em 33 tuổi, bằng tuổi chồng của em. Em hiện tại đang là diễn viên. Rồi. Nói nghe nè, nói chung là ai cũng biết hai vợ chồng em là một cặp đôi mà trai tài gái sắc trong làng showbiz. Tuy nhiên là đồng nghiệp giống như anh đi chẳng hạn, biết hai vợ chồng em rất nhiều nhưng chưa biết về tình yêu của hai đứa. Đúng bắt rồi. Đầu như thế nào. Dạ, tụi em á, gặp nhau không phải là thông qua bộ phim nào hết. Tụi em chưa bao giờ đóng phim chung nhau luôn. Là sau này khi mà đã thành vợ chồng rồi mới bắt đầu đóng phim chung. Chứ lúc trước là không có gặp nhau trên phim. Mà gặp nhau qua một bữa tiệc off đoàn phim của em anh ấy. Em đến chính lại nha. Cái đó là cái bữa tiệc khai mái phim của em, còn cái bữa tiệc ốp đòn của cô này là không liên quan gì hết. Mà sao em lại đi tiệc khai mái thì cái người mà khai mái cái đoàn phim của em cũng là cái ekip quay cái phim trước đó của cô này. Thế là người ta mời tới thôi, xí soạn đi tới thôi, không có liên quan gì tới bữa tiệc hết. Cái quan trọng là hai đứa gặp nhau là đó là duyên đưa đẩy rồi đó. Dạ. Và sau đó là định mệnh kéo dài tới tận ngày hôm nay. Hai đứa ấn tượng luôn ở với nhau ở tại cái bữa ốp đòn đó luôn. Dạ. Rồi sao nè, cái bữa tiệc đơn sao anh quan tâm dễ sợ. Thì tăng 1 thì cũng chưa có để ý nhau lắm. Lát hồi cô mới tới mà tụi em cũng say say. Tới tăng 2 thì mọi người đi karaoke. Đó. Thì cái dòng mà karaoke vô thì ca sĩ cũng ca sĩ dành dành hát. Trong đêm đó là đã có cảm tình với Vũ Ngọc Ánh đúng không? Xíu. Đó. Vũ Ngọc Ánh thì sao? Nó đẹp lắm luôn. Nó đẹp. Dạ thì đẹp cũng mà. Có. Sau đó là hai đứa có nhắn tin qua lại. Trong cái đêm đó là đã có số điện thoại rồi đúng không? Facebook, dạ không. Facebook thôi. Facebook thôi. Đứa nào chủ động thả trước? Em. Thính á. Chắc chắn Tài rồi. Em vô thôi. Ý chị này quen quá là bữa có gặp. Ví dụ như người bình thường không thích ta đâu trả lời lại đâu chị không? Không trả lời qua loa như vui. Ý em này cũng quen quá. Bắt đầu chat chít với nhau trên Facebook. Đó là bắt đầu những câu chuyện. Rồi bao lâu thì mới bắt đầu đi chơi riêng với nhau? Mấy bữa sau là bắt đầu tụi em đi chơi riêng rồi. Nhưng mà để chính thức quen nhau chắc khoảng 2 tuần sau. Chà, lâu dữ dạ. Lâu quá. Rồi nghe nè, 14 ngày là Tài tỏ tình với em đúng không? Dạ không, tụi em không có tỏ tình gì với nhau hết trơn á. Lần đầu tiên mà rủ đi coi phim là anh đã nắm tay em rồi. Nhưng mà em có giá mà em đâu có cho. Em quánh tay buông ra. Là những ngày đầu. Cái xong sau đó đến hồi mà đến 14 ngày sau em mới đầu mới cho nắm tay rồi mới hôn. Thì chứ tụi em không có tỏ tình làm bạn gái anh nha. Hay là gì là không có đâu? Dạ trong xe hơi. Em bực lắm. Ai là người nắm tay thì không cho, kêu hôn thì chủ động. Không. Không phải là chủ động mà kiểu là kích mình á, dám không? Dám đi làm đi, đừng có nói không làm. Tức quá. Không, câu liền đúng không? Đó, tức quá, hôn liền. Xong rồi nó hôn gì chán quá vậy. Em buồn lắm anh. Em buồn lắm. Rồi sau đó thì sao? Tình yêu các em nó phát triển chắc là đẹp lắm đúng không? Có anh sau đó cũng bỏ em á. Bao lâu? Chắc chừng tháng. Người ta đang hỏi tháng, tháng yêu đẹp sao? Thì mình kể thôi chưa không, gì không, kể đi không, à, cuộc tình của anh với em không hề đẹp. Cuộc tình của anh với em là quá chuyên chuyên. Em nói thiệt, cái chuyện 4 năm với nhau chia tay 8 lần. Ai là người chủ động rồi chia tay? Em luôn là người chủ tại động sao? Chia tay. Đào hoa đúng không? Tại quá đào hoa. Mà em rất là ghen nữa. Tụi em thì thường cãi nhau ghen tu những cái chuyện mà nó rất là vớ vẩn thôi. Là tại vì em ghen quá. Mà anh này thì anh rất là hay thích chọc ghẹo những người diễn viên khác. Những cái người con gái kia họ sẽ nghĩ là anh đang đong đưa với cổ. Nhưng mà thật ra anh không có phải vậy mà anh chỉ chọc ghẹo thôi. Nhưng mà em thì em không thích vậy. Em muốn là bạn trai em lúc nào cũng chỉ tập trung 100% vào em thôi.
Đó, cho nên là tụi em cãi nhau gây lộn với nhau rất nhiều. Mà mỗi lần như vậy là em quyết định em chia tay. Có một thời gian em vô đoàn phim em bị mọi người xa lánh luôn. Khi mà mình đang nói chuyện với đồng nghiệp một cách thân thiết đi thì đột nhiên em không thể nói chuyện với người ta được nữa, tại vì giờ em quá ghen. Cho nên là em không nói thì người ta sẽ khó chịu. Ủa sao bình thường ông này vô ông giỡn hết rồi sao hôm nay tự nhiên cái ông im re mà nói cái gì em cũng hầm hừ xong em bỏ đi. Thế là người ta find out ra được cái chuyện đó là do vợ em ghen quá. Thế là mọi người xa lánh em á. Cái chuyện mà vợ em ghen là coi như là mọi người biết luôn á. Hầu như là ai cũng biết. Trời, em ghen khùng ghen điên cỡ vậy đó. Rồi, nhưng mà thật ra là ông này ổng có lén phén với cô nào mà dạ bị bắt cặp không? Không có lén phén. Nhưng mà ví dụ như sau cái chuyện mà em ổng chia tay đi chăng thì khoảng thời gian đó thì em biết là ổng cũng có qua lại với những cái người mà ổng có nhắn tin nha. Thì khi mà quay trở lại thì em lại càng nghi ngờ thêm nữa. Đó là, đó thấy chưa, những cái gì em nghi ngờ đâu có sai. Rõ ràng là sau khi anh chia tay với em là anh cũng có qua lại với mấy người đó. Nếu mà anh không có chọc giỡn như vậy thì anh sẽ không có cái mối quan hệ như vậy. Đó, cho nên là em ghim vào cái chuyện đó mà nó dần dần nó càng làm cho cái mối quan hệ tụi em nó mệt mỏi hơn. Tụi em chia tay nhau 4 lần thì cứ lần đầu tiên là khoảng 2 tháng, xong lần tiếp theo là 3 tháng, lần tiếp theo là 4 tháng, lần cuối cùng là 6, dạ 6 tháng. Như là yêu nhau trong bao lâu? Yêu nhau 4 năm. 4 năm mà chia tay gì cũng gần 5 rồi. Vậy chi là cũng như là cũng cả năm trời. Cả năm hơn, dạ. Là dành cho việc chia tay. Dạ, dành cho việc chia tay đó. Và đến cái lần cuối cùng á, khi mà tụi em chia tay mà đó là em quyết định luôn là em sẽ đi tìm hiểu người mới luôn. Thì lúc đó thì anh lại quay về. Anh muốn là tụi em tái hợp lại nữa nhưng mà lần này em không có chịu nữa. Tại vì em nói là không, mất thời gian quá rồi, 4 năm trời rồi, bây giờ mình cứ quen nhau xong mình chia tay rồi anh sẽ lại như vậy, anh không có thay đổi. Và anh nói nếu như em không tin thì mình đám cưới đi. Em lúc đó em cũng đâu có chịu, tại vì em nghĩ lỡ đám cưới vô rồi lỡ có chuyện gì mình chia tay nữa thì trời, có phải giờ em gian vợ một đời chồng không? Nhưng mà sau cái thời gian đó thì anh chứng minh cho em rất nhiều chuyện. Việc đầu tiên là anh lóc hết tất cả những cô gái mà anh hồi xưa mà em có ghen tuông là anh lóc hết. Sau đó rồi anh bắt đầu thể hiện cho em thấy là anh chỉ tập trung một mình em thôi. Và sau đó em thấy được, nếu như anh thay đổi vậy thì em quyết định đám cưới luôn. Trời ơi, như vậy là quá tốt rồi. Thay thiệt không ông? Thiệt. Thôi, tại vì cái mối tình này nó quá nhây rồi, hiểu không? Nó nhây quá rồi, em mệt mỏi quá rồi. Xong rồi, lúc cưới, lúc nói giờ đám cưới luôn đi, giờ hôm chơi nó chơi quyết định cưới luôn ơi. Chơi, thách, chơi luôn. Cưới nhau được bao nhiêu lâu? Cưới nhau được mới tròn một năm. Cưới nhau xong rồi là chồng có phải đi diễn, đi quay xa? Dạ, dạ đi quay suốt. Cưới em nhau xong là em có em bé luôn. Dạ, nó giống mẹ hay giống ba? Giống ba, dạ, mới bé mới được có 4 tháng thôi. Mà cái đêm tân hôn nó hấp dẫn không? Thì em xin thưa là nó không hấp dẫn lắm đâu anh. Đó, cái đêm tân hôn là em chỉ có ngủ thôi. Vậy thì sở dĩ cái đêm tân hôn á tụi em không hấp dẫn là bởi vì các em có một cái đêm hấp dẫn trước đó rồi, đúng không? Em nhớ là cái hôm đó là em đi off đoàn phim của em. Thì hôm đó em off đoàn rồi, em đi tham gia cái tiệc đó rồi, sao em mới nói anh đi rước em. Thì anh đi rước lúc đó em cũng xịn xịn rồi, nó cũng cái kiểu thách đố vậy đó. Em cũng giỡn giỡn, nói nhiều quá giờ dám không vậy đó. Giờ em dám không, xong anh cũng chở thẳng vô khách sạn luôn. Em xem lúc hồi đầu em hù dọa thôi, em nhà có cửa đàng hoàng tại sao không chở về nhà. Em chỉ muốn hù dọa thôi, giờ nói vậy không, giờ chở khách sạn nha. Cuối cùng vô khách sạn chưa sợ nữa, tụi lên tôi bút phòng nha, bút phòng chưa sợ luôn, vô phòng đóng đinh, chưa sợ luôn, chưa sợ luôn, chưa sợ đóng đinh. Chắc từ lâu cái sao lúc em vô phòng em nói chứ em muốn gọi điện thoại cho mẹ em, cái ông xanh gọi cho mẹ em chi, kêu mẹ lót chơi chơi mấy phụ huynh nữa. Em xin phép đi qua đêm thôi. Ông ấy hú hồn quay ra ông nhìn em. Ông trong cái trong cái tư thế mà chạy trốn thì không, dù mà em có mét mẹ là ông trốn liền. Nhưng mà bình ổn là liền không ổn chứ. Rồi về ở chung vậy có lòi ra nhiều tật xấu không? Trời ơi, nhiều lắm chị ơi, nhiều kinh khủng luôn. đây sạm đi luôn. Đây là một cái thánh nghiệm mua đồ online. Trời ơi, em ví dụ như em là phụ nữ em thích nuôi mua đồ tùm lum tùm la thì không nói đi, ông này ông mua suốt ngày, ông nằm nhà ông coi Shopee hay Lazada mua đồ quá trời luôn, mua tùm lum tùm la luôn. Mà thường em mua gì? Em xin chính những cái em mua là cần thiết cho gia đình, cần thiết cho con cái và vợ chồng đều xài chung. Còn những cái vợ em mua là những cái rất nghiệt ngã và không hề rẻ tiền. Thí dụ vợ em thì ít mua đồ trên mạng lắm, vợ em chỉ thích mua đồ ở mo thôi. Thôi đi, nhưng mà em hỏi anh này, anh mua một cái máy chạy bộ 20 triệu, gần 20 triệu, mua về cái để đắp mền luôn, xong rồi đi ra ngoài phòng gym đóng tiền tập gym rồi thuê PT tập, để cái máy chạy bộ để nguyên luôn, không chạy, tức quá chịu được, bán luôn. Em bán hết. Dạ, xong rồi rất là bừa bộn. Trời ơi, về cái là quăng cái này quăng kia, mà em là thuộc lại rất là sạch sẽ nữa, em cứ đi theo ông dọn nguyên một cái tủ quần áo của ông á chị. Em lột ra, sao em xếp áo thun nha, áo sơ mi nha, rồi quần ra quần nha, quần sọc, quần dài. Mấy bữa sau nó lộn xộn là y như cũ, mà ông nói chứ em xếp làm chi vậy, em xếp rồi anh không có tìm được đồ, em đó. Hiểu không? Cái lộn xộn đó là cái trật tự riêng của em. Cho nên dù nó lộn xộn nhưng em thọc tay là em lấy được liền. Em tức quá anh, em nói bây giờ anh muốn lấy đồ gì, nói em lấy cho. Giờ muốn lấy cái áo đó phải không, để em đó đợi xíu, nè
giờ muốn lấy cái gì em là tự làm khổ mình, xong rồi mai mốt kiếm chuyện. Dạ. Hồi xưa mình em để sướng chết, em cái tủ lớn lắm, một mình em để từ ngày vợ em về, giờ em mới mua thùng em để trên kho á. Đồ em tống lên kho hết. Bây giờ cái tủ đồ em còn có chút xíu. Bây giờ tật xấu của Tài vậy là anh không đâu có tật xấu gì đúng không? Em nghĩ tật xấu lớn nhất của em chỉ có ghen thôi mà giờ em điều chỉnh được rồi. Nói bây giờ người ta hỏi nè. Thật ra cái tật xấu lớn nhất của vợ em như vợ em đã nói là ghen. Ghen kinh khủng. Có những lúc ghen tới mức độ mà em bị xấu hổ. Nhưng mà đó là cái chuyện trước hôn nhân mà. Ý là nhìn thái độ là biết đây vẫn còn ghen vậy. Nhưng mà giảm được 20% giảm thôi. Giảm thôi. Bây giờ thì vẫn ghen. Có những lúc ghen tới mức mà em bực quá cái người đó mà vợ em không thích đó, mà phim sắp tới em phải đóng chung với người đó đó, là cả một câu chuyện rất dài. Bây giờ thì vợ em đỡ hơn nhiều lắm so với ngày xưa rồi. Nhưng mà có những cái tính, ví dụ như là từ trước đám cưới cho tới khi đám cưới rồi thì vẫn chưa đổi được. Là hay quên hậu đậu, không biết nấu ăn. Vậy nhưng mà trong những cái đó thì không biết nấu ăn em chấp nhận được. Mỗi lần mà vợ em cũng muốn nấu chứ không phải là không muốn nấu, cũng muốn vô tập nấu. Nhưng mà mỗi lần mà tập nấu hay làm cái gì đó là em chướng con mắt em lắm. Tại vì em nấu ăn được cho nên em nhìn thấy mà cứ quẹt qua quẹt lại rồi văng tứ tứ luôn. Để tôi nấu luôn. Em làm ơn em biến ra giùm anh đi, đến làm cho nó lẹ chứ đói bụng bây giờ đợi đến chừng nào mới được ăn. Tức là ở nhà là anh ấy là đi chợ đi. Dạ đi chợ nấu ăn hết. Xong rồi em là người dọn dẹp rửa chén. Em tranh cái phần đó tại em thấy cái phần đó là em làm tốt nhất. Nhưng mà chăm con thì sao? Chăm con thì hai chồng em chia đều. Anh dạ anh cũng có, anh chăm con cũng giỏi. Nhiều khi còn khéo hơn em. Ảnh là anh tắm con khéo hơn em. Chứ em là em tắm con cũng vẫn còn hơi bị hậu đậu một chút. Thì bây giờ nhà có hai đứa. Vợ em không dám tắm, em không tắm nữa rồi ai tắm. Rồi bây giờ nè, mong muốn cô ấy thay đổi điều gì hả Tài? Nhiều cái tính xấu như vậy nhưng mà em cũng quen. Chỉ có điều là ghen thì cũng còn chút xíu. Nhưng mà bỏ luôn cái đó đi, tin tưởng em nhiều hơn đi. Tại giờ em khác rồi, có con rồi. Em cũng suy nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tốt đẹp hơn, cái hướng xây dựng hơn nè. Cũng chỉ muốn là ảnh suy nghĩ về em nhiều hơn thôi. Và biết cái tính của em vậy thì cũng làm né né bớt đi, để cho em đừng có ghen nữa. Chứ còn mọi thứ còn lại thì em hiện tại thì em vẫn cảm thấy rất là hài lòng. Em cảm thấy là đến cái thời điểm này thì em chọn anh làm chồng thì cũng không có gì là sai hết. Và em đang có một khoảng thời gian em rất là hạnh phúc. Chúc mừng em. Dạ. Đó thì chị chỉ thấy là tại vì thực ra tụi em là cặp vợ chồng nghệ sĩ sống trong một cái gia đình mà hai vợ chồng vẫn còn đang làm nghề. Dạ. Là một cái điều rất khó khăn. Nhưng chị nghĩ vậy nè, anh Tài năm nay 33 rồi, đã là diễn viên đã lâu rồi, đã hưởng hết những cảm xúc hỉ nộ ái ố rồi. Chị nghĩ rằng em bây giờ em nên tin tưởng vào cái lời nói của Tài. Em tin Tài nhiều hơn. Tại vì khi mà ăn chơi đủ rồi, cảm xúc đủ rồi, bây giờ là đang trong một cái cảm xúc của gia đình. Tại vì chị cũng có chồng làm diễn viên, mà cũng diễn viên kiểu là kép như vậy, chị hiểu cái tâm lý đó. Còn mình ghen càng nhiều mình càng mệt chừng đó. Đúng rồi. Mình rất là mệt. Đúng mệt rồi. Lắm mình cứ khổ tâm xong mình xuống sắc. Đúng rồi. Mình xuống sắc mà cái nghề diễn viên thì em biết rồi đó, khi mình xuống sắc rồi thì mình mất rất nhiều những cơ hội. Mất gia. Đúng không? Dạ. Mình giữ chồng bằng cái sự nghiệp của mình. Dạ. Khuyên như vậy. Dạ. Rồi, cảm ơn hai em. Nói chung là qua ngày hôm nay thì chắc anh hy vọng là chúc cho hai em luôn luôn thăng tiến hơn nữa trong sự nghiệp. Sẽ là một đôi vợ chồng chuẩn mực ở trong làng showbiz này ha. Luôn yêu thương nhau và hạnh phúc ha. Lỡ mà trong 3 năm mà ông không có cái vốn đó, ông bắt nó chờ ông 5 năm mà người ta mà 31 tuổi ông mới cho cưới thì thôi đó, là tôi 28 tuổi tôi có đứa con đầu tiên vậy đó. Quá tin tưởng rồi cho nên là có cái gì đi trước không? Dạ. Trời ơi, tức là tụi em hay dữ vậy. Mà đêm động phòng đã đến với hai bạn như thế nào? Dạ. Nó chán lắm anh. Nó chán. Cái gì? Nó chán lắm. Trời đất ơi. Không cần trả lời, tôi biết là chán. Tôi nói thiệt luôn á. Dạ vợ em không có kinh nghiệm trong chuyện này. Sao kinh nghiệm được, người ta coi như là ông phải chủ động chứ đúng không? Dạ em có chủ động, tại vì nói chung là kinh nghiệm em cũng không có, nhưng mà em cũng có tìm hiểu sơ sơ. Tính tới ngày hôm nay là 5 năm rồi, nó cũng chưa có hòa hợp luôn anh. Ồ dạ, lý do? Em thì có nhu cầu, vợ em thì lại không có. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay tiếp theo để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Phan Công Thảo, năm nay em 32 tuổi và đang tự kinh doanh. Thế còn em? Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Như Huỳnh, 34 tuổi.
Ủa thiệt luôn á hả? Dạ. Trời đất ơi, nãy chị tưởng học sinh sinh viên mới lấy đó. Mới lấy chồng á. Công việc em hiện giờ là gì? Dạ em làm xuất nhập khẩu ạ. Nhất dạ. Gái hơn hai gì ba hơn một. Dạ. Trời hay quá. Ôi nhưng mà nhỏ xíu vậy. Dạ. Hồi xưa em cũng bị lầm mà chị. Đúng không? Trời lầm chết luôn. Như vậy là chắc có lẽ là hồi xưa là quen nhau rồi mới biết tuổi nhau đúng không? Dạ đúng rồi anh. À vậy hai em quen nhau như thế nào? Tụi em quen nhau lúc còn là sinh viên đi học đại học á. Nhưng em nhỏ cổ 2 tuổi thì học chắc đâu dạ. Học chung khóa đúng không? Dạ, tụi dạ, em cái học, đó là liên học liên thông đại học kinh tế anh. À liên thông. Dạ. Dạ. Bạn này thì có một cái nhóm bạn riêng, chuyên gia ngồi bàn đầu. Em thì đi làm về trễ thì chuyên gia đi vô trễ và luôn luôn ngồi ở dưới cùng. 20 tháng 11 em lên phía trên rồi thì em thấy để ý bạn này ngồi trước mặt mình nhìn sao dễ thương quá. Ừ. Mà nhìn cái dáng đúng cái gu của em nữa. Cái gu nhỏ nhỏ kiểu bé hạt tiêu vậy đó. Nhỏ nhỏ hồi xưa rất là nhỏ con. Bé hạt tiêu đó. Em thích như vậy cho nên là em để ý bạn đó ngay từ cái lần mà lên hát đó. Lúc đại học thì luôn luôn có bài thảo luận làm việc nhóm. Thì em luôn luôn lân la để xin vô nhóm bạn này. Rồi luôn luôn hỗ trợ bạn này đi làm lấy tư liệu. Rồi làm nói chung là hỗ trợ hết tất cả mọi dạ, thứ. Tất cả mọi thứ. Nhưng mà lúc đó là bạn này có biết bạn này để ý mình không? Dạ không. Lúc đó là em ấn tượng bạn này là tự nhiên không ai kêu hát hết à. Tự nhiên xưng phong lên cho hát một bài à. Tại vì em thấy bạn này rất là dạng. Và lúc đó là em có người yêu chưa? Dạ em cũng có người yêu rồi. Cho nên dạ. Đâu có thèm để anh này. Không đó. Không không em... Anh này anh càng làm rần rần thì... Mà lúc đó bạn này nhìn giống BD vậy Không thời... có men như bây giờ đâu. Thời đó dạ. Em để hai mái. Mặc áo màu nổi không anh? Màu hồng. Màu mà màu vàng mà vàng chanh đồ màu hồng rồi màu tím nơ hồng nơ tím rồi đó, tóc đó hết tóc chải rất là bóng đi học vô tóc chải rất là bóng. Hồi nhỏ tôi cũng tóc bóng hai mái hồi đó là tóc anh Tuấn cực nhiều mà sức mút luôn rồi, sức mút nó bóng lưỡng như nó mà giờ đầu nó tóc nó gì nè nó rồi anh hỏi nè lúc đó em có người yêu chưa? Dạ có mà em giấu. Thích đi bắt cá đó. Em đổi nghề bao lâu nè em mới bắt đầu để ý anh đón nha. Có phải là do em bị người ta phụ bạc cho nên trong lúc em bế tắc, trong lúc anh đau khổ đó anh này, anh bắt đầu anh đến anh tỏ tình em đúng không? Dạ cũng gần gần vậy đó anh. Hay chưa? Hay chưa? Nói em cũng đang buồn quá, quá buồn luôn mà em không có biết là em không biết chia sẻ với ai hết á. Chỉ có bạn này thì lúc đó cũng hay hỏi thăm. Thì em cũng tâm sự với bạn là em đang rất là buồn này kia vậy đó. Thì bạn luôn lắng nghe em. Em kể những kỷ niệm của em với lại người yêu cũ. Em cảm thấy là em được một người mà lắng nghe. Cho nên là em cũng, bạn này rủ đi thì em cứ đi thôi. Thế có tình cảm nào không hay? Cũng không có biết có tình cảm khi nào nữa. Thì bạn gái cũ của người này tìm em để mà nói chuyện với nhau là đang quen bạn đó. Bạn gái cũ ở đây nói là người này có rất là nhiều bạn gái từ trước rồi. Đó cái em... lúc đó là chỉ có người yêu cũ với em thôi, đúng không? Ba mặt một lời. Ba mặt một lời luôn. Em bắt dạ. Người này phải bây giờ phải cho em gặp bạn gái luôn của bạn này luôn để hai người nói chuyện trước mặt em luôn. Ừ. Xong rồi cuối cùng kết quá làm sao thằng? Dạ bữa đó em nhục mặt quá anh. Ngồi chỉ biết cắm đầu thôi. Không có. Ông này ông ngồi vậy nè. Nhưng mà cái tới cuối mùa là em có đưa ra cái quyết định là sáng suốt và cụ thể là chọn ai không? Dạ có. Là còn lúc em... đó em nói thẳng luôn. Thì ngay bữa đó là em lý giải và mọi thứ cho hai người hiểu thôi. Nhưng mà cuối cùng em vẫn nói rằng là em chọn người mới. Và đêm hôm đó về là em gần như là không ngủ được và giống như là viết tâm thư cho bạn này. Và em có đáp lại không? Dạ không, em cũng quyết định là không có qua lại nữa. Sau một thời gian là em với bạn này chia tay, cũng có người khác để ý tới thì em cũng có đi gặp người đó nhưng mà em cảm thấy không hợp. Mà người này cứ liên lạc, tìm cách để liên lạc em á. Thì lúc đó từ từ em mới quay lại. Tình cảm của bạn này đối với em nó dạng giống như mưa dầm thấm lâu đúng không? Dạ. Nó không có một cái gọi là cái cú gọi là đột gặp phá. Một cái là say sẩm liền được cái nào. Dạ không, dạ không. Nhưng mà bạn này thì lại có cái tình cảm đó. Dạ. Khi gặp bạn này là có manh nha bỏ người cũ liền rồi dễ sợ quá. Dạ em gọi cái chuyện. Không có giống vậy không? Nghe phân tích thôi. Kể từ khi mà hai bạn chính thức yêu nhau đó. Dạ. Cho đến lúc kết hôn là bao lâu? 3 năm. Ồ, 3 năm lận hả? Ủa lý do mà kết hôn lâu vậy? Dạ nó cũng thứ nhất là vì tụi em thời điểm đó em thất nghiệp. Em và tài chính tụi em chưa ổn định. Tại vì trước kia khi mà em viết như em nói là viết tâm thư và em nói chuyện với vợ em thì em đã nói một câu rằng là kể từ bây giờ anh sẽ không bao giờ để cho em phải khóc và buồn vì bất cứ những chuyện anh làm nữa. Cho nên em vì câu đó em muốn rằng là phải chuẩn bị cho thật hoàn hảo đầy đủ để mà cưới. Cho nên là em 3 năm quen nhau rồi em cố làm để mà có thể gầy dựng được một
gọi là số vốn nhỏ nhỏ để có thể tự chủ lực cho cái đám cưới của mình và nhà cửa này nọ cho tương lai. Trời ơi, lỡ mà trong 3 năm mà ông không có cái vốn đó, ông bắt nó chờ ông 5 năm mà người ta mà 31 tuổi ông mới cho cưới thì thôi, đó là tôi 28 tuổi tôi có đứa con đầu tiên vậy đó. Rồi trong 3 năm đó ảnh có làm em khóc không? Có làm em buồn không? Dạ không. Sao mà khi mà em chấp nhận quen người này á thì em cảm thấy là em rất là tin tưởng. Quá tin tưởng rồi, cho nên là có cái gì đi trước không? Dạ. Dạ. Tụi em, trời ơi, tức là tụi em hay dữ vậy. Mà lý do gì dữ vậy? Dạ thứ nhất là tại vì vợ em theo Công giáo. Cái chuyện đó là rất là cấm. Cho nên là em gọi là kiềm chế lại. Đêm động phòng đã đến với hai bạn như thế nào? Dạ. Nó chán lắm anh. Nó chán. Cái gì? Nó chán lắm. Trời đất ơi. Không cần trả lời, tôi biết là chán. Tôi nói thiệt luôn á. Dạ vợ em không có kinh nghiệm trong chuyện này. Sao kinh nghiệm được, người ta dạ, coi ông, như là ông phải chủ động chứ, đúng không? Dạ em có chủ động, tại vì nói chung là kinh nghiệm em cũng không có, nhưng mà em cũng có tìm hiểu sơ sơ. Thời điểm đó mới cưới cũng không có dám gọi là bây giờ anh chỉ em thế này phải như thế kia thế nọ, em cũng ngại lắm. Em cũng không ấn tượng. Như vậy là cái đêm đồng phòng nó không có. Dạ không có gì hết. Không có như em nghĩ đúng không? Dạ nó... Bây giờ em cũng không nhớ nó ra sao luôn. Rồi đến bao lâu thì cái chuyện đó mới hòa hợp với hai chồng em? Tính tới ngày hôm nay là 5 năm rồi, nó cũng chưa có hòa hợp luôn anh. Ồ dạ, lý do? Em thì có nhu cầu, vợ em thì lại không có nhu cầu nhiều quá. Sau khi cưới xong thì vợ em cũng bình thường, cũng có nói chung là cũng có hòa hợp chút xíu. Từ khi sinh bé đầu xong là gần như là giảm hẳn. Kiểu giống như em suy nghĩ nhiều về công việc á, xong rồi việc nhà này kia nữa, xong rồi em không biết có phải là chuyện đó hay không. Chứ em cũng thấy là em không có được. Cái việc này là vậy nè, mình giữ gìn á. Dạ. Trước cái hôn nhân á, em hiểu không? Dạ. Cái thời gian nó quá dài. Thường nếu mà tụi em mà giữ gìn thì tụi em yêu nhau trong khoảng một năm đó rồi yêu đương xong mà lấy nhau luôn á, để mà đi đến cái vấn đề mà gọi là quan hệ luôn á, thì nó sẽ khác đi một chút. Cái lứa tuổi mà nữ với nam đều có cái khuynh hướng là có cái nhu cầu thì là hai người đều phải tự kỷ ám thị để mà mình ém xuống, tức là mình phải tự giữ mình. Yeah. Rồi á, riết nó thành một cái thói quen á, em hiểu không? Nó thành một cái thói quen em ạ. Rồi cứ kìm hãm, tự kìm hãm bản thân về rất nhiều thứ. Rồi đến khi á, mà cái đêm đồng phòng lại là một cái đêm mà hai người đều không hề có kinh nghiệm, cho nên là cái việc đó nó không có thăng hoa. Không thăng hoa và nó không có một cái ấn tượng gì đẹp, không ấn tượng gì, thôi là đúng, tức là đúng như là trong đầu mình suy nghĩ hoặc là mình coi phim coi ảnh mình thấy ổ sách không phải vậy, là lại thêm một lần thứ nhì nữa. Rồi đến lần thứ ba nữa là vấn đề sau khi có con. Cái người phụ nữ á, sau khi có con, nếu là cái người mà gọi là cái cuộc sống tình dục á nó ok thì là sau khi có con thì cái nhu cầu đó sẽ tăng hơn. Nhưng mà cái người phụ nữ mà cái cuộc sống tình dục nó không có một cái gọi là nó không có thăng hoa từ đầu á, em biết không, là sau khi có con là gần như nó mới biến mất luôn. Đó thì bây giờ cái vấn đề của em ở đây á, là em phải đi gặp bác sĩ để mà em cần phải tăng thêm một số thuốc, em phải uống thuốc để nó tăng cái gọi là kích thích tố nữ. Cái đó là bắt buộc, chứ còn không có phải là tâm lý tâm gì hết trơn á. Bởi vì bạn này với bạn này á, nó là một cái tình cảm mà gần như là mưa dầm thấm lâu, chứ nó cũng không phải là cái kiểu mà bộc phát lên mà dữ dội này kia nọ. Đã mưa dầm thấm lâu rồi mà em để nó thấm rồi cái nó khô lại rồi nó thấm luôn đó. Em không có cái gì mà em ào ạt, em dập cho nó mãnh liệt, cái là tự nhiên nó thành một cái thói quen bình vậy nè. Em hiểu không? Cho nên bây giờ sau đây là tụi em phải đi bác sĩ, đưa vợ đi bác sĩ. Đó bình thường, cái đó là bình thường em. Em cần phải bổ sung một chỗ những hợp chất vô trong cơ thể của vợ em. Đó vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi tiếp tục đi hả? Rồi bây giờ thì là các em tham gia chương trình Vợ Chồng Son vì một lý do gì? Lý do đầu tiên em, tại em thích coi cái chia sẻ cuộc sống của những cặp gia đình trước. Cái lý do thứ hai là dạo gần đây em có một cái gọi là một cái vết nhỏ nữa, bị vợ em phát hiện là em hay thức khuya để mà gọi điện thoại cho một người con gái khác. Dạ, chỉ là trao đổi công việc thôi, nhưng mà vợ em lại cứ nghi ngờ em. Em muốn chứng minh cho vợ em thấy được rằng là anh không làm điều gì sai, có lỗi với vợ con em, bằng cách là anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng là hai vợ chồng mình lên với chương trình Vợ Chồng Son vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau và vẫn thể hiện được rằng cuộc sống mình vẫn đang hạnh phúc. Tức là em muốn chứng minh cho vợ em thấy là anh sẽ lên đem nói cho cái cô đó biết á, là anh cuộc sống của anh đang rất hạnh phúc như vậy, để chứng minh được á, là cô đó với anh không là cái gì hết.
Nhưng mà từ bữa giờ là vì cái chuyện đó mà vợ chồng em không vui, đúng không? Dạ đúng rồi. Thế là ban đầu em thấy là bạn kia sơn móng tay cũng gửi vô clip, vô tin nhắn, rồi đi chơi đâu cũng gửi video blog, video clip, mà em thấy lạ là ông này không nói gì tại sao người ta gửi. Em mới cũng rất là bực mình lắm luôn á. Em lục lại tin nhắn cũ thì em thấy có gọi, ủa sao bình thường mà lại sao lại gọi video call để làm gì? Cái nó là công việc này kia vậy đó. Thời gian sau thì em thấy bình thường không có gì nữa thì nên thôi. Tức là bây giờ là ổn chưa? Dạ ổn rồi. Ổn rồi đúng không? Dạ. Để anh hỏi tiếp cái phần bất ổn nha. Dạ. Là đó, bây giờ vô tới cái phần trong 5 năm ở với nhau thì tật xấu của anh ấy đó là gì? Tật xấu ông này giờ ông kể mấy chừng nào hết luôn. Có nhiều khi chỉ là giống như là quạo mà khó chịu với em lắm. Giống như là em là kẻ thù tiền kiếp từ hồi nào vậy đó. Đừng có thèm nói chuyện gì tới tôi hết, kiểu vậy á. Mà không thèm nói chuyện mà cái sao vậy Thảo? Cái mặt là nó kinh khủng lắm anh. Mà ngay cả nhiều khi ba má chồng em mà thấy cái mặt mà lúc ngay lúc đó cũng không dám hỏi han luôn á. Em luôn muốn làm tất cả một mình chịu và một mình gánh hết. Em không biết chia sẻ cho mọi người như thế nào và không biết nói như thế nào hết. Em thích là đừng nói gì hết, cứ để cho anh im lặng, em xử lý công việc. Rồi nhiều khi á, em làm ở công ty, nhiều khi mà em rước em á, chờ em chút xíu gì hả là không thèm nói chuyện luôn, chở trên đường về là cũng hỏi gì cũng không thèm trả lời. Mặt hầm nữa. Chở em trên đường xe mà hả ai mà chạy xe không đúng luật hay gì đó là ông ngồi ông chửi mà con mình em nghe. Em khá là khó chịu với cái việc chạy xe ở ngoài. Còn chỉ... gì nữa? Ảnh thích đi du lịch đi đâu đó mà nhiều khi là không cần có vợ có con cũng được. Em cảm giác như là vợ con đang tù túng ổng vậy đó. Nên là em cũng không thích cái vấn đề đó. Rồi giờ tới Thảo đó. Dạ. Quỳnh có tật xấu gì không? Cái tật xấu mà em thấy là em khó chịu nhất, không biết quý trọng sức khỏe của mình. Đi làm về rất là mệt, chăm con, nấu cơm này nọ xong rồi tối cứ cầm điện thoại lên, đọc truyện, coi phim, tối nằm khóc thúc thích mình. Mà coi tới 1-2 giờ sáng lần, coi bất chấp, em nói thôi đi ngủ đi, tắt điện thoại đi, em tắt wifi luôn, vẫn mở 3G lên ngồi coi. Trời ơi. Dạ. Coi xong rồi tới sáng hôm sau dậy không nổi, đi làm thì mắt nhắm mắt mở chạy xe máy. Có lần rồi, đã mém bị rồi, tông xe khác nữa. Không biết quý trọng sức khỏe. Cái thứ hai là chuyên gia lấy em ra làm chuột bạch, nấu ăn cực kỳ dở và thử nghiệm món mới, nấu món mới không, công thức đó má em dạy, chỉ làm chạy dậy không, để em thử cái món mới chế biến thức. Dạ để đó. Em thử ờ. Dạ thì sau khi thử xong là em ôm cái toilet. Dạ em thường xuyên không? Thường xuyên dạ, không dạ em không dám ăn thường xuyên. Và em thời gian đầu thử là cũng thường xuyên lắm, mà sau em nói thôi đừng tha anh đi. Dạ, chứ bây giờ anh ôm hoài cũng tội nghiệp anh lắm. Dạ. Bây giờ là nấu ăn lên được chút nào chưa? Dạ cũng lên rồi, nhưng mà cũng vợ em thì người miền Tây, em thì người miền Trung, cho nên cái khẩu vị nó cũng khác nhau hoàn toàn. Ừ. Em thì em ăn món miền Trung quen rồi, nó hơi mặn mà, người miền Tây thì nó hơi nhạt xíu. Và hơi ngọt một xíu. Với lại cái cách nấu của vợ em cũng khác người khác nữa. Ừ. Em không biết diễn tả sao nữa, nhưng mà em đang dần thích nghi. Và hiện giờ thì có vẻ rằng là không biết là mưa dầm thấm lâu, chị Vân đây nói là em cũng gần chịu được cái kiểu này rồi. À. Kiểu ăn này rồi. Bây giờ em là ăn món của mẹ em nấu thấy nó khác liền. Em ăn được món của mẹ em thì thấy nó khác. Sao không bằng vợ con nấu? Em mong muốn vợ em thay đổi cái gì nè? Dạ, em muốn là vợ em nên quý trọng sức khỏe mình hơn. Dạ. Còn em? Thì em mong muốn là đừng có quạo này với cái này kia với em á. Với lại em thích là nhiều khi cũng phải vợ chồng cũng phải tình cảm. Ví dụ như mà cũng phải nói chuyện cũng ngọt ngào hay là cũng nắm tay hay là gì đó. Hả? Dạ. Còn đằng này hả, giống như là không biết có quan hệ gì không, đi ra ngoài đường. Không, vợ em nắm tay vợ em ngoài đường hết. Nhiều khi người ta không biết mình vợ chồng luôn á, phải dạ, đi rồi. Ra ngoài đường tưởng bạn hàng. Cặp cổ đi đó, cặp cổ đi luôn. Tưởng bạn hàng. Em có mong muốn vợ mình mãnh liệt hơn không? Dạ có. Đó là điều thầm kín. Thầm kín đúng không? Dạ em muốn. Mà chị hỏi em nè. Cơ thường á, ví dụ vợ em, cái nhu cầu của em mà em ra hiệu hoặc là em có bật đèn xanh cho vợ mà vợ không đáp ứng thì thường là em sẽ xử sự như thế nào? Em đã ngồi nói chuyện với vợ em rồi. Cũng nói thôi bây giờ cái thật sự anh nói thiệt luôn là anh như thế này, anh có nhu cầu em nên coi phim thêm đi, hay là gọi là luyện thêm kỹ năng đi, hay là mua thuốc gì đó uống thêm đi để có thể hai chồng mình hòa hợp. Tại vì thực sự là anh tìm hiểu thấy được rằng là 50-60% các cuộc hôn nhân là bị tan vỡ vì một cái yếu tố rất là nhỏ, là chuyện giường chiếu như vậy. Cái đó không nhỏ đâu nha, cái đó dạ, lớn chứ không phải dạ. nhỏ đâu. Thì anh không muốn hai vợ chồng mình bị một cái vì cái chuyện đó mà lại mất đi cái tương lai hạnh phúc sau này, cho nên là
thôi mình ráng hòa hợp và tìm hiểu để hòa hợp nhau hơn. Em trao đổi với vợ, nói với vợ em thôi, chứ thực ra là làm thì thực sự em chưa có làm. Và cũng ví dụ như là chỉ có lâu lâu gửi mấy cái link về sản phẩm thuốc gì đó thì gửi cho vợ em coi tìm hiểu thêm, rồi phim thì cũng có mở cho coi. Ừ, không, nhưng mà ý chị muốn hỏi là vậy nè, có khi nào cái nhu cầu của em á, em cần, tức là cái nhu cầu em nó vượt ngưỡng chịu đựng của em mà vợ em vẫn không chịu, khi nào em dùng những cái động tác mạnh không? Dạ chưa. Chưa đúng không? Dạ, vợ em thì được có cái là nếu mà em có nhu cầu em nói ra thì vợ em vẫn trả bài cho em đầy đủ. Dạ. Nhưng mà hoàn toàn là không phải làm một cái sự tương tác mà nó giống như là làm làm bổn phận và nghĩa vụ thôi đúng không? Dạ. Hôm nay là nhân dịp coi như là 5 năm ở trước khi chúng ta tạm dừng cuộc nói chuyện ngày hôm nay, thì cái mục đích em lên đây em cũng đã nói hết rồi. Vậy thì anh cũng như chị Vân và tất cả những người có mặt ở đây cũng đang muốn có một cái lời nói, một cái cử chỉ gì đó rất đặc biệt từ em với vợ em. Hôm nay 5 năm ngày cưới của hai vợ chồng mình, anh muốn nói lại một lời mà ngay trước kia khi anh đã nói với em là hãy tin tưởng anh và anh sẽ không bao giờ làm cho em khóc và buồn. Hai vợ chồng mình hãy cứ tiếp tục như thế này và nuôi dạy hai con khôn lớn. Cảm ơn em đã làm vợ anh trong 5 năm qua. Yes. Em cũng muốn là hai vợ chồng mình sẽ đi với nhau tới già. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình và xin chúc cho hai em sẽ mãi mãi như thế này, không chỉ là 5 năm mà sẽ là 50 năm hạnh phúc bền chặt bên nhau. Em thì lại yêu anh ấy từ cái mùi hương của cơ thể anh ấy cơ. Đó. Tức là lần đầu tiên khi mà gặp nhau ấy là em thấy sao anh này nó thơm gì đâu, rất là thơm. Không có tiền mà không có một cái gì cả. Xong rồi vô tình em gặp anh Luân như một quý nhân phù trợ. Em phải dùng từ quý nhân phù trợ bởi vì anh ấy giúp đỡ em rất. Không biết làm sao cái ơn này mình trả hết nữa. Thôi bây giờ dùng tâm thân này để trả. Thôi cứ lại đi à, thí chủ à. Cầm cái tờ giấy và cô khóc như mưa, ước cả cái tờ giấy. Anh ơi, em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Mẹ thấy con 40 tuổi rồi. Sao mãi không thấy mày có vợ có con nữa. Cho nên cái việc là thay vì có em bé là người ta sẽ bất ngờ. Thì hai mẹ con vui chúc mừng. À, mày không bị vô sinh. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi. Trời ơi. Tái ngộ. Dạ, lại tái ngộ nữa Tái ngộ là tái ngộ sao? Tại vì em cùng với Ngọc Lan đã đến nhà của hai vợ chồng gõ cửa thăm nhà rồi chị. Xin chào chàng trai nhạc sĩ mắt nai cha cha cha. Xin chào MC vui tính đẹp trai hài hước Quốc Thuận. Đã từng làm nền cho chị Thúy Nga hát bài mắt nai cha cha cha. Suốt thời thanh xuân của ảnh. Thanh xuân của mình là gắn liền với mắt nai cha cha cha. Cha cha cha. Và cái mối tình đơn phương vẫn cũng gắn liền với mắt nai cha cha cha. Cái đó là lỗ. Tới bây giờ vẫn còn yêu chị Thúy Nga. Cái đó là bạn đừng nghe cô ấy nói nha. Đừng nghe những gì cô ấy nói. Cái phần cuối, cái phần mà yêu thầm Thúy Nga là không có đâu quý vị. Bữa đi ra chợ có người hỏi rồi kìa. Chị Luân rất may mắn được ngày hôm nay đến với chương trình, gặp anh Thuận, chị Hồng Vân, dẫn bà xã tới để có những cái chia sẻ tạm gọi là vạch mặt cho người xem. Trời, vạch mặt mà ở đây thú vị lắm. Cái cô gái bên đó thiệt á, quá là xinh xắn vậy đó. Trước tiên thì cho em được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Liên Thảo, hiện tại thì em đang làm công việc là MC dẫn dự sự kiện, cũng như là em làm giáo viên. Hiện tại thì em cũng với cả anh Luân là đang có một công ty tổ chức sự kiện nữa. Cưng nhiêu tuổi rồi nè? Dạ vâng, em với cả anh Luân là anh ý sinh năm 82, còn em sinh năm 94. Cô hay gọi là cổ là con chó con, em là chó già. Ê, cái cặp này bắt trend kịp ghê. Bắt trend sao chị? Bắt trend ra nè, bắt trend ra nè, dạ, nghe cái nè. Tại vì ngày xưa lúc mà quen nhau thì anh ý hơn em một con giáp này. Đã thế anh ấy còn kiểu rất lo lắng, chu cấp. Xong rồi lo tất tần tật từ cái ăn, cái mặc, nói chung là cái gì anh cũng lo, cho nên đúng là như một người anh, một người cha vậy một đó. Người cha, một người anh, một người bạn. Và đôi khi là em hay gọi đùa anh ấy là sugar daddy, còn em trời là sugar baby. Đó, bắt kịp trend dễ sợ. Sugar daddy, sugar baby. Daddy. Dạ không, mặc dù em nhiều tuổi nhưng em vẫn trẻ và em không đồng ý với kiểu đấy. Em vẫn là sugar baby. Ồ, dạ vậy cuối cùng là ai là sugar lớn? Sugar mommy. Trời ơi, dễ sợ quá. Nhưng mà nói nào ngay nha, chị nói thiệt,
hai đứa nhìn rất là xứng. Rồi bây giờ tới bạn giới thiệu về mình. Dạ, kính thưa hai MC xinh đẹp. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, em tên là Sĩ Luân. Dạ, em sinh 1982. Em là Sugar Baby của Sugar Mommy. Như vậy thì là em gạn lọc hơi trong, em tìm được cái Mommy Sugar của em là ở cái nhánh nào trong công việc của em? Dạ, em tìm được cổ trong chùa. Em trong biết chùa. Em biết. Bữa nay chị mới gặp được bé này á, thì dạ, không tưởng tượng là nó xinh xắn mà nó đẹp như một công chúa vậy mà trời. Mà lại chấp nhận luôn. Là có baby rồi luôn hả? Dạ vâng ạ. Cổ đã gài em rồi chị ạ. Trời ơi, công chúa nhỏ được nhiêu rồi? Bé hiện tại là được 6 tháng và bé hiện gần nặng gần 8kg và rất là kháu khỉnh, dễ thương. Và đặc biệt em hay gọi là hoa hậu thân thiện, bởi vì bé rất là hay cười, gặp đúng ai cũng vậy. Cười và ít bữa khi khóc lắm. Bữa là gặp em ạ. Thôi đó mà đã cười sặc sổ luôn. Cười. Khi em đi chùa làm cái khóa tu mùa hè, gặp một cô gái mặc đồ lam, không mấy cấp gì cả, mà cổ quét dọn lau chùi này kia để phục vụ các ca sĩ, thấy thương quá. Ôi vậy đó. Và hả? Ở trong chùa nhiều ngày để phục vụ khóa tu, khóa lễ, thì em thấy là đây là một cô gái có một cái sự tinh khiết trong tâm hồn, và những người trẻ mà cống hiến sức của mình cho cộng đồng, đó là cái điều rất tốt. Thì em cảm nhận đây là một cô gái có cái điểm chung với mình. Em không ngờ là sau đấy cổ đã cua em. Tại sao lại có một cái phản ánh giật đó, đó. Là sao em? Em có cua ổng không? Người ta nói là phụ nữ thì yêu bằng tai mà đàn ông thì yêu bằng mắt. Em thì lại yêu anh ấy từ cái mùi hương của cơ thể anh ấy cơ. Tức là lần đầu tiên khi mà gặp nhau ấy, là em thấy sao anh này nó thơm gì đâu, rất là thơm. Và sau đó em ấn tượng nhất đối với anh Luân đó chính là cái sự giản dị của anh ấy. Bởi vì anh là một người nổi tiếng, nhưng mà gặp ai anh cũng rất là hòa đồng. Anh cũng chào hỏi mọi người một cách rất là dễ thương. Và anh ấy chủ động là làm quen với em luôn. Em cảm thấy rất là ấm áp. Và sao ta, tiếng sét ái tình đúng không ạ? Em có ý kiến này nữa. Em quý cô ấy, nhưng mà cô ấy chủ động tấn công em. Tấn công bằng cách nào? Bằng nhiều hướng. Có nghĩa là sau đó hay là tại thời điểm đó luôn? Dạ sau đó chứ. Nhưng mà trước đó em có biết anh này chưa? Em biết anh ấy từ hồi mà còn nhỏ, em đã nghe nhạc của anh rồi. Hồi năm lớp 8 em được bố cho vào trong này để chơi. Tại vì ngày xưa là em ở Hà Nội. Thế là em đi vào Thảo Cầm Viên thì em vô tình em bắt gặp anh đang hát trong Thảo Cầm Viên. Thế là em đuổi theo anh ấy để xin chữ ký. Nhưng mà không thấy anh ấy đâu cả, mất tích. Vài năm sau em vào Sài Gòn, em sinh sống và lập nghiệp thì là gặp lại anh ấy. Và giống như là một cái cơ duyên, một cái định mệnh của cuộc đời mình đấy ạ. Em được gặp cái người trong mộng của em. Em được gặp cái người mà gọi là giống như em yêu thầm, mà lại bây giờ em lại gọi là giống như là em chiếm hữu được toàn bộ người ấy, từ thể xác lẫn tinh thần, vật chất lẫn, phải nói là chiếm hết luôn đó, đúng không? Mà nhiều khi đúng mà thực sự là em không bao giờ tưởng tượng được là Sĩ Luân lại là chồng của mình. Khi mà em nghe như vậy, em đã không? Tức là trái tim em nó giống như là... Nó thực sự là mình dùng cảm giác là nó vui sướng gì cực kỳ. Đúng vui không? Mà nó còn sướng nữa. Vì mình không nghĩ là một cái người mà thương mình lại là một cái người hâm mộ mình từ nhỏ như thế. Cho nên là ông Tơ và Nguyệt là có thiệt nghe mấy đứa. Cái lúc đó là đã yêu chưa? Lúc đó thì thật sự là quý thôi chứ chưa yêu. Chưa yêu đúng không? Nhưng mà mình thấy là một cái cô bạn trẻ, mình gọi là bỏ xứ mà vào trong một cái vùng đất mới, lập nghiệp và chịu khó. Ngoài cái việc buôn bán này kia, ngoài đường, ngoài xá, dành thời gian đi học, rồi còn đi vô chùa làm công quả, rửa chén, rửa bát, làm tất cả mọi thứ phục vụ mọi người, thì bản thân em cảm thấy là một cái sự yêu quý. Mình có cảm tình. Yêu thì mà không thể lúc đầu mình gặp nhau mà yêu được liền. Rồi đến khi nào thì mới là chính thức yêu nhau? 6 tháng sau liều nhau. Thực sự đến tận bây giờ cái khoảng thời gian mà em nghĩ là em vẫn còn thấy sợ, đó chính là khi mà em vào Sài Gòn thì mọi thứ đối với em rất là mới mẻ. Em không hề có một người bạn ở đây. Thực sự là lúc đấy em rất là cô đơn và lạc lõng, thì em chỉ còn cách là đi lên chùa để có thể là làm công quả, cũng như là mình có một nơi để mình nương đi về đó. Và vâng, có một nơi để mình nương tựa. Lúc đấy em không có một đồng nào trong người cả. Em quen một cô bạn ở trên chùa, cô mới bảo là thôi mày, giờ mày không có tiền thì mày qua nhà tăng mày ở tạm, mà nhà của bạn ấy khoảng 20m2 mà có ba mẹ con ở. Không có tiền, thế là bắt đầu mới đi bán cái điện thoại của mình, bán được 200.000. Rồi hàng ngày đi bán sim dạo ngoài đường vậy đó chị. Xui cái là cái chỗ mà em làm thì nó lại giật tiền của em, nó không trả tiền cho em.
Khi mà em thiếu tiền quá thì là em đành phải vay tiền bạn thân của em ở ngoài Hà Nội thì bạn chuyển tiền cho em. Thì khi mà em ra ngoài ngân hàng em rút tiền thì cái thẻ nó nút vào cái máy của em, cái thẻ ATM của em. Thế là em không có cách nào khác, em đi ra ngoài ngân hàng để em cầm chứng minh thư đi để rút tiền thì em để cái điện thoại trên bàn nên là trộm nó cướp mất luôn. Rồi em không để ý. Số đúng nhỏ. Thế xong rồi không có tiền mà không có một cái gì cả. Xong rồi vô tình em gặp anh Luân như một quý nhân phù trợ, em phải dùng từ quý nhân phù trợ bởi vì anh ấy giúp đỡ em rất nhiều. Thực sự là nếu mà không có anh Luân thì em không biết phải là sống như thế nào trong khoảng thời gian đấy. Không biết làm sao cái ơn này mình trả hết nữa. Thôi bây giờ dùng trả... tâm thân này để trả. Thôi cứ lại đi à thí chủ à. Trời ơi, nhưng mà số xui đó, cô này gặp nhiều cái chuyện xui. Dạ. Ừ. Như vậy là hai bạn là yêu nhau mấy năm rồi? Yêu và cưới luôn là bà mấy năm rồi? Dạ, từ 23 tới bây giờ. Luân với Thảo là đã hình như là chưa kết hôn đúng không? Dạ, kết hôn rồi nhưng mà chưa cưới ạ. Đăng ký kết hôn dạ, vì chúng em cố gắng đám cưới nhưng mà chúng em không chiến đấu lại con virus. Con virus đúng ra là trong năm nay. Dạ, thì là nhưng mà trước khi mà dịch xảy ra thì tụi em có làm một cái lễ hàng thuận tại Thái Lan. Chị đang muốn hỏi rồi em bé thì sao? Em bé ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? Dạ, trong hoàn cảnh tai nạn ạ. Tai nạn sao? Cô ấy với em thường xuyên đi du lịch và bụng cô ấy không có tốt. Nhiều khi là 5 lần đi là coi như 2 lần vô bệnh viện. Là ăn không tiêu. Thì sau nhiều lần ở bệnh viện thì là cũng đau bụng em nhớ bình thường. Rồi cô ấy chuẩn bị đi Anh du học. Là bé này á, đang dạ. chuẩn bị là đi Anh. Đi Anh, dạ. Nhận cái show cũng sau đó cũng cả năm đã trời. Đã ký hợp đồng với cả khách hàng dạ. rồi. Sau đó thì đùng cái là cầm cái tờ giấy và cô khóc như mưa. Ướt cả cái tờ giấy. Anh ơi. Ơi. Em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Hôm đấy là chỉ nghĩ là anh đưa em đi bệnh viện chỉ nghĩ là để khám nội soi xem là có gì không thì nhưng mà bác sĩ nhất quyết là bảo là thôi siêu âm trước đi để xem là có em bé hay không đã. Sau đó thì trời giống như là một cái tin động trời làm em đứng hình phải rất là lâu về sau em mới có thể tỉnh táo rồi mà em bước ra khỏi cái giường bệnh rồi để em xuống em đưa kết quả cho anh. Thế là em đưa cho anh tờ giấy thì em quay mặt coi đi anh nhìn đi. Nhưng mà còn Luân thì sao khi mà Luân dạ. Luân có rung không? Luân cầm tờ giấy đó Luân ấy thì phản ứng em thế nào? Em thì mẹ nuôi của em bác sĩ Nguyệt là bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện Vạn Hạnh. Thì em đang ngồi nói chuyện với mẹ rất bình thường. Thế là mẹ với em đều phá lên cười. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Thế là mẹ cũng nói là mẹ thấy con 40 tuổi rồi sao mãi không thấy mày có vợ có con nữa. Cho nên cái việc là thay vì có em bé là người ta sẽ bất ngờ thì hai mẹ con vui chúc mừng. Mày không bị vô sinh. Mẹ em chúc mừng em. Nhưng mà trước đó là Luân có bao giờ sợ là mình bị mình bị cái đường con cái không? Cũng sợ ạ. Tại vì xung quanh em bạn bè đa số là không sinh được. Có những bạn học trò của em kết hôn 10 năm cũng không có con. Và các ca sĩ học trò của em thì đôi khi định cư ở Mỹ một năm mà về đây vài lần để làm thụ tinh nhân tạo. Làm tới 4 lần thì mới được em bé hết tỷ mấy. Do vậy em thấy là thôi số phận mình cũng vậy rồi, không thể có được. Đây có là nghĩa một... là chính vì vậy mà em không có ý định giữ gìn đó phải không? Dạ, đúng kiểu rồi. Như là không kiêng khem gì hết. Dạ. Thả luôn. Em nghĩ là mình không thể nào mà có em bé được. Mình thấy nó vừa hài hài mà nó vui vui. Vui chứ, vui mà chứ em. Rất vui mà nó bị sốc. Nó bị sốc thật sự. Cả cô ấy và em cũng sốc. Tại vì cái plan của hai đứa thì có thể là 5-7 năm sau mới có. Còn bây giờ là còn quá nhiều công việc và hai người đang ở trạng thái độc thân. Nhà ai nấy ngủ, công việc xong về ngủ, Lăng đang ngủ không lo gì cả. Thì có em bé là một cái trách nhiệm hoàn toàn mới, cuộc sống hoàn toàn mới. Và trước đó là hai người là ở riêng. Trước đó nha, nhà trước, ai trước nấy khi ở... có baby á, là dạ. ở riêng. Nhưng mà sau khi mà phát hiện có em bé rồi dạ. thì là hai người có thay đổi không? Lúc baby trong bụng thì đã thay đổi rồi. Đúng rồi. Dạ. Là quyết định về ở chung dạ. để mà Luân tiện bề chăm sóc, đúng dạ. không? Em biết mình có em bé thì phản ứng của bố như thế nào? Bố em thì chắc chắn là bố em không vui rồi và không hề đồng ý cái việc mà chưa kết hôn mà đã có em bé thì rất buồn về chuyện đó. Chắc chắn rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì bố em bây giờ thì bố cổ yêu em hơn yêu cổ. Rồi. Nghĩa là bây giờ hai bạn đã ở chung một nhà ở quận 7 và dạ. chương trình gõ cửa thăm nhà đã ghé thăm nhà rồi. Dạ. Rồi thôi bây giờ mình qua cái phần 2 đi. Bà ngoại tuyệt vời lắm. Mục đích của hai người là lên đây để mà kể tội nhau nè. Dạ. Chương trình phần 2 tố cáo vạch mặt nhau. Mình dùng cái từ đâu? Vạch mặt đó. Mặt đâu? Từ em đi Liên Thảo. Vạch mặt tật xấu của ông là gì? Tật xấu của anh Luân á, anh ấy bị bệnh phong thấp cho nên là anh ở rất sạch.
Chính vì lý do đó buổi sáng nhiều khi là hai đứa ở với nhau thì em buổi sáng em hay bị đau bụng, mà anh Luân anh ở trong nhà vệ sinh mấy tiếng đồng hồ, em bảo là anh ơi xong chưa cho em vệ sinh đi vệ sinh với, mà anh đi vệ sinh mấy tiếng đồng hồ luôn. Nhiều lúc mà em mót lắm mà em đi vệ sinh mà mấy tiếng đồng hồ luôn á luôn. Dạ thường em hay viết nhạc trong ý tưởng trong lúc mình tắm. À bữa nay mới biết được. Dạ. Trời. Nó sẽ thoải mái ra ý tưởng, và dĩ nhiên là có hai phòng tắm mà. Thì cũng cứ dành cái phòng tắm dưới với em, phòng trên cũng có không đi. Ủa nhưng mà cái bài Mắt Na Cha 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 là ra đời trong toilet luôn hả? Dạ ở ngoài thưa anh. Dạ. Ý tưởng thì ở trong nhưng mà nó ở ngoài. Dạ, phải ra ngoài. Dạ. Rồi tiếp tục. Còn thật xấu vậy nè. Có một khoảng thời gian là anh bị tai nạn và bị mất trí nhớ. Chính vì lý do đó cho nên bây giờ, tận bây giờ anh rất là hay quên. Hồi mà mới quen nhau, đang quen nhau thì hẹn em đi chơi, alo em bảo 10 giờ anh đến đón em nhé. 11 giờ em không thấy anh đâu, em mới nhắn tin không thấy anh trả lời. Cái 12 giờ em gọi điện, alo anh đang ở đâu đấy? Hả, anh mới ngủ dậy, hôm nay có gì không em? Xong em bảo là, ủa hôm nay anh hẹn em đi chơi mà em đang rất là đói, em đang đợi anh đưa em đi ăn đây. Ủa vậy hả? Sao anh không nhớ ta? Là anh rất là hay quên. Thậm chí là vừa mới ăn xong, một lúc sau đến chiều anh ấy đói là ủa như sáng mình ăn chưa ta? Không nhớ là đã ăn hay chưa nữa. Cái tai nạn đó mà bây giờ mà anh ấy như thế này là anh là siêu nhân rồi. Đúng rồi. Cho nên rằng cái đó là mình gác đi, không phải thật xấu nữa. Nhưng mà bây giờ có cải thiện được không Lương? Dạ, phải lưu vào điện thoại. Thì cũng muốn mua cái gì đó, hẹn giờ phải liền. Lưu vào điện thoại. Liền. Dạ. Yeah. Tôi cũng vậy nữa. Nhưng mà khổ. Thuận quỷ luôn hả? Lương. Ghi hết, anh mua này cho em nhớ nha. Xong ghi hết. Nhưng mà quên đến chỗ mua. Quá chuẩn luôn. Có những khi mà em bảo là ủa sao anh chưa mua sữa, chưa mua tã cho con vậy? Ủa em có nhắn anh mua tã hả? Có, anh kiểm tra tin nhắn đi. Anh quên mất. Cái lúc mà em mang bầu á, anh ấy thấy em bầu vất vả quá, tại vì nặng quá, rồi còn đau nhức tùm lum. Thì anh luôn anh thấy thế, anh ấy bảo là sao bầu cực quá thì thương quá, mới nói là thôi em chỉ cần việc đẻ thôi, đẻ ra thì tất cả anh lo. Ôi em hy vọng mấy câu nói đấy lắm, cho đến khi đẻ em bé ra anh ấy đi mất hút, không thể ở nhà. Cũng thông cảm cho anh ấy, bởi vì là ngoài việc là vừa là chồng vừa là cha ra thì anh còn làm quá một người gì? Nghệ sĩ lại còn rất là nhiều công việc, cho nên là cái khoảng thời gian dành cho gia đình rất là ít. Và chính vì thế cho nên là dù mà mới sinh em bé xong cho đến tận bây giờ thì em cũng phải là đa phần là em là người chăm em bé nhiều hơn chồng em. Và em cũng mong là chồng em có nhiều khoảng thời gian hơn dành cho hai mẹ đó con. Đó là phần mong muốn. Dạ. Đúng không? Mong muốn luôn. Dạ. Em mong muốn thay đổi luôn đi. Mong muốn luôn đi. Mong muốn là chồng ơi, bây giờ thì vợ biết là chồng là một người rất là thích làm từ thiện này, rất là thích làm những công việc xã hội. Tuy nhiên thì hai mẹ con rất là cần anh. Anh có thể nào mà bớt chút thời gian quý báu của mình để về nhà và chơi với con nhiều ăn hơn cơm, được không? Chơi với vợ, chơi với con. Vô điện thoại nha, em phải lưu cái câu này vô điện thoại. Chơi với vợ con mỗi ngày. Thậm chí là có những ngày em nằm em chăm con mà em mệt quá em nằm ngủ thiếp đi. Thế là em nằm ngủ em nằm mơ luôn, em nằm mơ là anh ấy về nhà luôn ý. Nhà em mỗi lần mở cửa ra thì sẽ có một cái tiếng tò tí te. Thế là em nằm mơ là có tiếng mở cửa của anh ấy về, xong rồi anh sẽ nói là ba đây ba về rồi đây. Nhưng mà em nằm mơ về, xong một lúc sau 5 phút sau là em thấy có tiếng mở cửa về. Trời ơi, em mừng quá, em mở mắt ra em chạy ra, hóa ra không phải là anh Luân mà là mẹ em về. Trời ơi. Trời thương quá mà trong giấc mơ cũng thấy luôn đó. Mong đó. Rất là mong về luôn ấy ạ. Rồi bây giờ tới Luân. Dạ. Tật xấu của cô gái xinh đẹp này là gì? Một cái tật xấu khủng khiếp, đó là luôn luôn lấy tiền của em. Luôn hỏi là hôm nay em đi làm về có mệt không? Có kiếm được nhiều tiền không? Đến tháng lãnh lương chưa? Đưa em để em cất vô két. Và em nó mua cho cô một két bự thật bự để trong phòng riêng của cổ, và hàng ngày cổ mới ra mới vô và cổ đếm luyện tập đếm hoài như là luyện tập luyện tập vì cái luyện món tay rồi. Nhưng cái điều hay là khi mà em đưa tiền cho cổ thì nó lấy còn lại nguyên. Rất khó. Dạ không, nó còn nguyên. Sao em cứ đem tâm trạng của em mà em áp đặt cho mọi người vậy đi, khổ ghê á. Hỏi mình hỏi mà lấy tâm trạng của mình hỏi á, tức là hạ tiền đưa đi rồi là khỏi lấy lại ha. Riêng về trường hợp Mắt Na Cha 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 này nha. Cái tật xấu là thích giữ tiền của chồng, nhưng là cái điều lạ là khi mà em cần cô lại đưa. Bất cứ gì là cô tin tưởng là em sẽ làm những cái điều đúng, những cái điều tốt. Còn những cái tật mà đáng yêu cỡ vậy trẻ không? Con không, ví dụ như là thích chơi mấy trò mạo hiểm, cái trò đu quay chổng đầu lên rồi, vậy là giống biến ngô y chang luôn. Hay là đứng trên cao lao 12 tuổi thôi đó. Nghĩa là không thấy sự nguy hiểm, mình nhìn thấy là thôi
lỡ khi nào mà than nó hư hay là ốc nó rớt ra mình té cha xuống rồi thôi không chơi. Đúng là tâm lý của người cha đó, không đúng là tâm lý của người cha với người mẹ mà nhìn con chơi á sợ lắm, nó đòi. Còn bà này là cứ vô là mua vé mua chơi, nghĩa là mới thấy bà ở đây mất tiêu rồi. Này đâu rồi. Cô này là thuộc mua thích khám phá, thích rừng rú, thích đi phượt đi này kia, còn đúng em. Nó nít mẹ em ơi. Em thì không. Mình phải vì an toàn. Uống trà, đánh cờ, nho nhã. Chà, một sở thích rất ư là trẻ trung đó. Trẻ trung á, trà đạo, đồ này cái nọ. Rồi nè, có vô tư không? Và có bao giờ bị dính lừa không? Đó, ai, lừa. Ai? Bạn này. Cô này bị ta lừa hoài. Giờ mong muốn đúng thay đổi rồi, gì? Em mong muốn cổ thay đổi gì nè? Em mong muốn là cổ sẽ ít nhằn chồng lại. Em rất muốn là cổ có một cái cuộc sống nó đầy đủ. Do vậy mình phải làm việc, và em nghĩ là cái làm việc không phải là cái trách nhiệm của mình không đối với gia đình, mà đối với đối tác của mình. Cái thời gian dĩ nhiên là trong ngày lúc nào mình rảnh là mình 3 giờ em con liền. Hy vọng là bà xã em sẽ không sao chưa về nữa. Thế nào để cuộc đời em bớt khổ. Chị hiểu được cái quan điểm của em, nhưng đồng thời chị cũng hiểu được cái tâm trạng của Thảo. Em chưa quen được cái cuộc sống, cái cuộc sống gia đình hôn nhân nó phải như thế nào. Nhưng bây giờ là nó đã ở trong quỹ đạo đó rồi, mặc dù em chưa muốn, nhưng em phải chấp nhận là cuộc sống của em bây giờ, em, gia đình em là cái nơi cần em nhất. Xã hội cần đến em, mọi người cần đến em, nhưng cái người cần em nhiều nhất là vợ và con của em. Mọi người nghe có vẻ giống như là em đi làm suốt này kia. Thực sự nhu cầu bà này nhiều. Cái nhu cầu bà đòi hỏi em nhiều chứ không phải là em đi xuống khổ không, quá. Thì cái đó là chị không biết, cái đó là nội bộ của hai đứa tụi em. Cô thấy chưa? Cả cộng đồng xã hội nhìn tôi như một thằng đi làm hoài không về với vợ con. Trời ơi tôi khổ quá. Thật ra không phải là đi làm suốt, mà là do là vợ đòi hỏi nhiều và muốn thêm, đúng không? Lúc nào cũng muốn chồng mới xuất hiện ở nhà. Cô này có một cái tính vậy. Nghĩa là chồng là gì? Là phải ở nhà. Hai vợ chồng phải về thỏa thuận lại. Thỏa thuận lại nha. Phải thỏa thuận lại trước khi vạch mặt nhau trên sóng truyền hình. Để bữa này không khóc hiểu. Như mưa. Khóc như mưa. Ta không hiểu là chắc cha này đi xuống không thấy về. Trời ơi. Ta yêu là lúc nào ta cũng muốn vậy. Nhưng mà bây giờ không những vợ yêu, con yêu mình nữa. À, riêng cô bé kia là cô yêu em. Đó. Cô không yêu mẹ cổ. Và mẹ cổ thường xuyên chửi cổ và em. Hai cha con mày mặc bánh bao như nhau. Cảm ơn Sĩ Lưng, cảm ơn Liên Thảo. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nha. Xin cảm ơn hai bạn. Nhưng mà cái ấn tượng của em đầu tiên về Hạnh là đẹp đã, đúng không? Tức là em nhìn em thấy không, đẹp. Hồi đó gác gái đẹp lắm. Trời ơi, bây giờ vẫn gác gái đẹp. Thiệt không? Nhìn thẳng với ánh mắt mình đi. Trời ơi, viết tặng người đang cua mà tặng bài thất tình. Không có duyên dễ sợ. Nhưng mà em không phục không? Em yêu mà. Thế bây giờ nếu mà em không phục thì nghĩ sao em mà không nghe? Chắc em dập máy em mắng luôn chật. Em đang ở nước ngoài nha, đừng gọi nha, lát gọi lại đi. Cả cái giới showbiz ở Hà Nội với showbiz Sài Gòn đôn ấp vào lên mà không hiểu hai đứa này nó yêu nhau lúc nào mà cưới nhau nhanh thế. Thực ra lúc đó bản thân chị cũng ngạc nhiên nữa. Cái đó là thực sự. Em đi ra chợ em mà muốn đi mua đồ ấy, giống như là đi chiến đấu ấy. Cái thời mười mấy năm trước em nói người ta chẳng hiểu gì cả. Em với anh em nói chuyện với nhau còn thỉnh thoảng còn chẳng hiểu nó nhau nói hiểu gì. Nhau. Vợ đứng trên lầu. Anh ơi lấy cái gì á? Lấy cái gì á? Đưa lên ba chỉ. Và bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chị thấy em son chưa? Son. Son 13 năm đủ son chưa? Ôi, son. Rồi mời hai vợ chồng. Chắc có lẽ là quý vị khán giả trong trường quay nhận ra đây là ai phải không nào? Cặp vợ chồng Minh Khang và Thúy Hạnh. Rất là vui khi hôm nay được ngồi đây trò chuyện cùng với cặp đôi vàng trong showbiz. Hả? Đúng chưa? Rồi bây giờ trước tiên chắc có lẽ là đúng format là mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Mình là bé Khang, hôm nay bé được tròn được 40 ấy. Bốn mấy tuổi đúng không? 40 mấy tuổi. Thôi cứ đầu bốn, cứ đuôi chơi vơi, ai cho nhiều cho. Em là nhạc sĩ Hòa Âm Phối Khí. Em người Huệ. Không, em là Huệ. Ủa, em có Huệ hả? Đúng Huệ. Chào tất cả mọi người, mình là Thúy Hạnh. Hiện nay thì cũng bằng tuổi ông xã hơn vài tháng, có thể gọi là máy bay bà già của không máy bay đâu, không máy bay nha. Còn công việc nghề nghiệp chính bây giờ là nội trợ ở nhà trông chồng và hai con. Rồi bây giờ nè Khang, làm việc chung với nhau cũng nhiều thiệt nhưng mà chưa bao giờ biết về cái cuộc tình của ông với Thúy Hạnh. Lên mạng sợ thôi hôm nay. Không lên mạng, tự nhiên trả lời một câu gì kỳ cục vậy.
Trời đất ơi, nó duyên dáng dễ sợ. Có một cái thông tin này chắc là mọi người, nếu mà cũng có thể có người biết nhưng mà ít người biết hơn, đó là cái vụ mai mối ấy. Hai bạn này gặp nhau chả ai biết ai. Em không biết ông này là ai, mà anh chàng này cũng không biết em là ai luôn. Một lần người gặp cô này đi với Đăng Khôi. Đăng Khôi ngồi đây, mình ngồi đây, Thúy Hạnh ngồi đây. Ê mày, Khôi mà, ai vậy mày? Ủa, anh không biết hả? Không, tao đâu có rảnh đâu, tao biết. Thấy nhìn cũng xinh xinh cũng được, ai vậy mày? Trời ơi, nổi tiếng lắm, khác tiếng lắm á, không biết. Không, tao đâu có biết. Người mẫu Thúy Hạnh. Ủa, Thúy Hạnh là ai mày? Không biết, thiệt thật là không biết. Thì từ cái những cái không biết, những cái đơn như vậy thì vô, vô, được. Thôi ổn ổn hay không, mà thấy cô này lạnh tanh, thấy ghê quá, kinh quá. Nhưng mà cái ấn tượng của em đầu tiên về Hạnh là đẹp đã, đúng không? Tức là em nhìn em thấy không, đẹp. Hồi đó ghét gái đẹp lắm. Trời ơi, bây giờ vẫn ghét gái đẹp. Thiệt không? Nhìn thẳng với ánh mắt mình đi. Thích cái nét đẹp thôi. Rồi bây giờ tới Hạnh. Thùng muốn hỏi Hạnh là cái ấn tượng đầu tiên của Hạnh khi gặp người đàn ông này như thế nào? Nếu mà nói thật lòng em chẳng có ấn tượng gì cả. Chưa nha, ngày xưa đẹp trai hơn. Trời ơi. Hồi đó có tóc không? Ở Lâm Diên Khanh. Nghĩ đó tóc hai mái phải không? Không, hồi đấy cũng ít tóc nữa nhưng mà gầy hơn bây giờ. Cái thời quen em là có 72kg thôi. Em với Khôi thì Khôi cũng là ngoài Bắc, thì hồi đó em đi làm chương trình thì mấy chị em gặp nhau thì thấy Khôi có dắt theo anh chàng này. Thế nên là thì cũng biết, có giới thiệu đây là nhạc sĩ thôi. Thì cũng biết thế anh chàng này cũng hiền hiền vậy thôi. Nhưng mà ấn tượng của em là sau đó em cũng có việc em cần đặt bài, đặt hàng để làm nhạc, thì vô tình là mới nhớ ra là Khôi có một anh bạn nhạc sĩ ở Sài Gòn mà nghe nói là cũng có rất là nhiều bài hit thời điểm đó. Thế nên là em mới nhờ là Khôi thử liên lạc để đặt hàng anh Khang. Nói chung là hai người quen nhau từ công việc trước. Xong cái việc là đặt hàng các khúc thì liên lạc với nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, rồi chả hiểu đổi nhau lúc nào chả biết. Rồi lúc nào là em đổ gục, em nói chị nghe coi. Xong rồi kẻ bắt người nam, đúng không? Xong vô tôi viết một bài khác. Bắt đầu mùa thu chuyển mùa đông. Một mùa thu lãng mạn. Mình nhạc sĩ nữa, trong Nam ngoài Bắc nữa. Bắt đầu là nhớ rồi. Bắt đầu là sáng tác ca khúc. Đó là ca khúc Khóc Mùa Đông. Khóc Mùa Đông. Khóc Mùa khi Đông. Khóc Mùa Đông mà khi sáng tác xong làm gì? Khi viết xong ta làm gì? Ta bóc điện thoại lên, ta gọi và ta hát trên điện thoại. Trời ơi. Lúc đấy là hát một câu đi. Ê, hát câu là nghe. Lên mạng sợ. Thôi, không biết mạng. Không có mạng. Không có xài mạng. Tôi không có xài mạng. Không. Lúc đấy là, thực ra là lúc đấy em đang đi công tác nước ngoài chứ. Mà gọi điện mà ông gọi ông hát mà thầy em thật với chị lúc đấy mà sót tiền điện thoại dã man mà không nghe nói. Ông mà nghe đã lắm không? Ông nói chuyện điện thoại là cả mười mấy phút đồng hồ em về trả tiền điện thoại ngoại mạng chết luôn á. Thôi bây giờ quay trở lại, bây giờ hát một câu nghe coi. Tôi không biết bài đó. Buổi sáng trên mặt hồ công viên đi. Cơn mưa phùn vừa qua lối này. Tôi quặn mình trong chân với nỗi đau vừa đi qua. Trời ơi, viết tặng người đang cua mà tặng bài thất tình. Không có duyên dễ sợ. Nhưng mà em có buộc không? Em nghe bài đó, yêu mà. Thế bây giờ nếu mà em không buộc thì nghĩ sao? Em mà không nghe chắc em dập máy em mắng mắng luôn. Chật, em đang ở nước ngoài nha, đừng gọi nha, lát gọi lại đi. Em cố em nghe hết 15 phút đó chị. Coi như là lúc đó là đổ rồi đúng không anh? Nói chung là cũng có rồi. Khi mà em tiếp xúc với anh chàng này thì em cảm nhận khác. Tại vì Khang thì cũng hơi thiệt thòi so với rất nhiều người khác, là Khang mồ côi. Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ rất là sớm. Đây là khi mà gặp một cái anh chàng mà người ta dành một tình cảm một cách rất là chân thành. Đối với em, hình ảnh lãng mạn mà lần đầu tiên em nhìn thấy người đàn ông này dành cho em, đấy là hình ảnh mà anh ấy đến nhà của em. Lúc đấy là em đã dọn ra em ở riêng rồi. Anh ấy đến nhà của em và anh ấy thấy em đang dọn nhà thì anh lăn xả vào quét nhà, lau nhà. Ngày đấy không phải là lau nhà bằng cái cây lau nhà đâu, mà phải giặt vò bằng khăn rồi quỳ xuống. Quỳ xuống, tôi coi như là trà nhà này nè. Thì thực ra đối với em á, cái hình ảnh đó nó đáng quý hơn rất là nhiều là một bữa ăn lãng mạn với cả hoa hồng hay là rượu champagne. Thì hình ảnh đó làm cho em cảm nhận được đây mới chính là người đàn ông của gia đình. Rồi đến khi nào thì là Hạnh và Khang quyết định cưới nhau là khi nào? Từ lúc yêu cho đến lúc cưới chưa đầy một năm. Lúc mà em gửi thiệp cưới đi Khang cho tất cả mọi người bạn bè em Hà Nội,
cả cái giới showbiz của Hà Nội với showbiz Sài Gòn đôn ốc và lên, và không hiểu hai đứa này nó yêu nhau lúc nào mà cưới nhau nhanh thế. Ờ, thực ra lúc đó bản thân chị cũng ngạc nhiên nữa. Cái đó là thực sự, nhưng mà chị muốn hỏi Khang này nè. Khi mà bắt đầu em Hạnh nhận lời là làm vợ em á, xong lại bỏ Hà Nội luôn đi vô đây với theo em á, lúc đó em sao? Trong tiên liệu hay là ngoài tiên liệu hay là... Hoang mang. Hoang mang hả? Nó bắt đầu khổ rồi. Vô sao lo đây? Nó vợ, nó con, lo mọi thứ đây. Ráng. Hoang mang nhưng mà hạnh phúc đúng không? Tụi em á là hai đứa liều cưới nhau ấy chị. Tại vì thứ trước cái quan điểm của em là em không muốn rời Hà Nội. Luôn là em nói rằng em không bao giờ muốn rời cái mảnh đất mà em yêu. Ông Khang thì đang trong thời gian thật sự là cũng đang có nợ nần ở công ty, cũng đang không phải là thời gian tốt. Tính em thì thật sự mà nói thì tính em hơi bướng. Đâm ra đối với em nghĩ em chỉ đơn giản em nói với anh ấy là cả hai đứa mình đều có sức khỏe, đều lao động được, thì không có lý do gì mà không lo được cho cuộc sống gia đình. Quan trọng là hai đứa có cùng đồng lòng với nhau không. Hai đứa quyết định cưới nhau và quyết định là coi như là gần như là tay trắng làm lại từ đầu. Lúc đó Khang phải đi vay tiền để làm đám cưới. Đám cưới là không có tiền để tổ chức đám cưới mà phải đi vay. Bên nhà nội, nhà Khang, gia đình lúc đấy chỉ có 3 người và một số bạn bè. Tại vì gia đình Khang thì ba mẹ mất sớm, chỉ có một người chú, người anh cả và một người mẹ của một người bạn thân là đi xin dâu, còn lại là không có đông như là người ta. Nên đối với em cũng nói với cả bố mẹ em là con quyết định cuộc sống của con, con cũng cảm ơn là bố mẹ nuôi dưỡng con trưởng thành đến bây giờ, nhưng mà con có thể được quyền tự quyết định cái cuộc sống sau này của con. Sướng thì con hưởng mà khổ thì con chịu. Và em quyết định là đi với Khang, bỏ hết sự nghiệp lại ở Hà Nội. Công ty em để lại cho Hằng mọi thứ hết, tại vì em vào Sài Gòn là em phải làm lại từ đầu, chứ công ty đâu có mang vào, kể có mang vào cũng phải làm lại từ đầu mà. Và khi vừa lấy Khang thì em cũng bắt đầu có bầu bé đầu tiên luôn. Nên thật sự là cái năm đầu mà em cưới nhau là một năm rất là hỗn loạn. Quá là khó khăn đúng không? Vâng, rất hỗn loạn. Nhà thì ở nhà thuê, xong bắt đầu cũng bắt đầu có bầu thì em đã không làm việc được, thì em lại phải phụ thuộc vào Khang. Nói thế thôi nhưng em vẫn làm cố đến tận tháng thứ 6, tức là em vẫn đi dẫn chương trình, vẫn dẫn event mà em mặc những bộ trang phục để có thể che bớt cái cơ thể. Và bạn em nhiều đứa nó bảo mày quá liều vẫn còn cầy. Em thì bây giờ như nào, vợ chồng đúng gọi là vợ chồng son thời điểm đấy mới cưới, không cầy thì đến bao giờ mới có thể có được cuộc sống. Nên là hai đứa cứ như thế tiếp tục cho đến khi là em quyết định là mình là phải an cư thì mới lạc nghiệp. Mình phải có một mái ấm, chứ mình không thể nào mình cứ suốt ngày lang bạt đi thuê nhà như thế này thì không biết bao giờ mới lạc nghiệp được. Thì em chỉ hỏi anh ấy đúng một câu thôi, là bây giờ em cần gần này tiền một tháng để trả lãi ngân hàng, anh có làm ra được không? Anh làm ra được thì em sẽ kiếm cách để mua nhà, mặc dù là tay không bắt giặc. Anh ấy suy nghĩ hồi, anh bảo ok anh cố anh làm được. Thế là em quyết định lúc đấy là tay không bắt giặc, đi mua nhà bắt giặc luôn. Vâng. Cái thời điểm đó đó, em làm như thế nào để mà em có thể vượt qua được cái khủng hoảng đó? Thì nghĩ tới chứ con, đứa con cứ nghĩ tới con thì vâng, phải cố là cố gắng đến cuộc sống, nó đề nghị những nợ nên có những cái thương vả nào cái đó không? Với lại em từ nhỏ nó vất vả rồi, khổ rồi, cái chuyện này xá gì, mình còn trẻ mà có bàn tay mà cha mẹ đã dạy mình rồi, con có khối óc, cái bàn tay con không giận sợ đói. Chắc chắn một điều mà để ý ra rất là nhiều vợ chồng son, mà em nghĩ là vợ chồng son thường là 3 năm đầu phải vượt qua. Đúng không rồi. Vượt qua 3 năm đầu là 3 năm đầu là vất vả lắm. 3 năm đầu mà mình 3 năm đầu ở đây là Hạnh còn phải vượt qua được cái không gian, cái địa lý, cái nếp sống và cả cơ địa, cả người. Vâng. Cái khó lắm. Em với anh này sống với nhau mà thỉnh thoảng còn không hiểu nhau nói gì mà chị. Em nhá, văn hóa em cũng phải làm quen lại nhá. Lối sống văn hóa, kể cả cách nói vùng miền khác nhau, từ ngữ cũng khác nhau. Em đi ra chợ em mà muốn đi mua đồ ấy, giống như là đi chiến đấu ấy. Cái thời mấy năm trước em nói người ta chẳng hiểu gì cả. Em với anh em nói chuyện với nhau còn thỉnh thoảng còn chẳng hiểu nhau nói gì. Nó còn hiểu nhau. Vợ đứng trên lầu. Anh ơi lấy cái gì á? Lấy cái gì á? Đưa lên ba chĩa. Không phải. Cái gì á? Cái đĩa. Cái đĩa. Cái gì á? Vợ chồng không hiểu nhau là gì. Đã hiểu. Vang lên hai lần là gì? Đây có mỗi cái chuyện sinh hoạt trong nhà mà nhiều khi phì cười, tại vì toàn lấy đồ sai, tại vì dùng từ khác nhau mà chị. Rồi như vậy là các bạn đang lấy nhau là 13 năm. Trong 13 năm coi như là có thật xấu gì lòi ra không? Đó bây giờ là cái lúc đến lúc mà lá thật xấu á. Có nông tính không? Đó, ai nào? Thận tôi có nông tính không? Khỏi thận cho nhanh.
Không, bây giờ hỏi Hạnh đi. Không nóng tính chị, không hề nóng tính mà cực kỳ nóng tính thôi. Ừ, nó nóng tính lắm. Nóng tính lên máu rồi chị biết rồi đó. Tính Khanh em nha, nếu như mà thương ai á thì bao nhiêu ruột gan đưa ra hết. Nhưng mà đừng để cho ông lên cơ mà ông nóng tính mông ghét thì bao nhiêu ông quăng ra cửa sổ. Là con số 0. Tính vậy đó chị. Mà ở đây là em cũng nói Khang, Khang bây giờ thay đổi rất nhiều đấy chị. Bớt nóng hơn rất là nhiều. Tại vì cái nóng tính nó ảnh hưởng sức khỏe nữa. Chứ không phải chỉ riêng là cái tính không đâu. Này con cái nữa, vợ con nữa. Thứ hai nữa, nóng tính thì mình thiệt chứ người ta đâu. À đấy, bây giờ biết nói rồi. Rất là dễ. Bây giờ biết tự nói. Đây là cái câu mà tôi hay nói với anh ấy lắm. Đấy, bây giờ biết tự nói luôn rồi. Rồi còn gì nữa. Ông mà vẫn vẫn nóng chứ. Ủa, ôi chị ơi, còn một cái tính nữa thì ôi chị nhìn này. Chị nhìn này. Tốt bụng. Tốt bụng đây là nghĩa đen mà nghĩa bóng. Tốt bụng. Tốt bụng lắm nên đói ăn cái là xấu tính cực kỳ. À, xấu tính đói đúng không? Sao? Ôi xấu, đừng để ông ấy đói, ông ấy đói thì xấu ngủ không? Xấu ngủ được không đêm mất. May chương trình mời tới đây cái giờ giờ lỡ cỡ. À, giờ lỡ cỡ. Giờ này giờ không phải giờ đói đấy, chứ giờ đói thì chắc là dục loạn lên nhanh lên đói nó sẽ đi về mà. Vậy bây giờ với Khang là em có mong muốn Khang thay đổi cái gì không? Cái mà thay đổi đến bây giờ thì em vẫn nói thay đổi được một ít rồi nhưng vẫn còn. Đấy là vẫn là cái nóng tính. Nóng tính. Vâng. Ngày xưa em ở Hà Nội nha, là khi mà em làm công ty của em là em cũng thuộc dạng thét ra lửa, em cũng ghê gớm, cũng nóng tính lắm mà cái ngày em từ ngày em cưới ông này về em nhường luôn. Cứ nhường luôn. Thực ra em thì, mà nóng nữa thì có mà thương, lửa nha, em cháy rừng rực. Đây thiên thượng hỏa mà. Thì lửa nha, em cháy rừng rực. Bạn bè em nha, ai gặp lại em cũng bảo là tự nhiên em quay ngoắt 180 độ, ai gặp lại em cũng ngạc nhiên hết. Ông nói em là một người khác hẳn luôn. Hạt em là gì? Em thiên thượng hỏa luôn hả? Mà không, em là sa trung thổ. Thiên thượng hỏa định... mà em gặp con em cũng hết nóng. À con em mạng gì? Tích lịch hỏa. Lửa sấm sét. Ông này là lửa trên trời, một cái lửa sấm sét. Con gái xử em biết à. Giờ tới em. Rồi giờ tới Khang đó. Hạnh có cái tính gì mà em mong muốn thay đổi không? Cũng là nhiều khi làm việc nhiều quá không mới control lại cái thời giờ. Nhiều khi cứ lao việc cứ phải là cho xong. Trách nhiệm. Nhiều khi tới cái tuổi rồi biết tạm bớt lại chút. Coi như là làm việc quên cả hai đi luôn. Ngày mai tính hay là không kịp thì mà san sẻ. Cứ không, cứ ôm hết. Ôm đòn. Giải quyết cho xong. Đấy là vậy. Mà còn con nữa, còn chồng nữa. Làm chi vậy sao chịu ra nổi. Bằng khéo là làm việc quên chồng hả? Bằng khéo. Nói gì nữa? Thế thôi. Thôi vậy. Thế thôi. Lại nhiều khi... Mỗi một cái tật xấu là nấu ăn ngon. Có hay cằn nhằn không? Có nhiều khi cằn chứ. Nghĩ sao nhà vợ chồng nào nói nhà tôi hạnh phúc, nhà tôi không giờ gãy lộn. Xạo. Điêu. Thôi gì tới quá. Cái tuổi này á, thiệt sự vợ chồng tôi em á, chỉ cần nhìn nhau cánh mắt thôi là biết họ muốn đúng gì. Rồi. Dạ, đúng và rồi. Họ làm gì. Hiểu là người rồi. Đối phương tự động điều chỉnh. Đáng lý ra nếu mà mình với nhau á, thì chị sẽ không hỏi để làm gì hết. Vâng. Tại vì mình tự cảm nhận được, mình thấy mình cũng giống. Nhưng mà bởi vì với chương trình á, với những cặp như tụi em á, rất là cần những cái sẻ chia này. Vâng. Để tại vì á, những cặp vợ chồng son á, họ còn non nớt trong cái yếu tố mà hôn nhân dữ lắm. Vâng. Thành ra là khi mà họ cứ chẳng hạn như là họ xem cái chương trình này, họ thấy được cái cách vợ chồng em kiểu như sống với nhau để mà có thể gắn kết cho tới thời điểm này, sẽ rút ra được kinh nghiệm cho riêng bản thân họ. Chính vì vậy mà muốn hỏi là để vì lý do đó. Vâng. Giống như một cái kinh nghiệm, những hạt sỏi để mà cho các cặp vợ chồng em trẻ. Em chỉ chia sẻ thêm một ý là đó, các bạn cặp phần sòng son đi, mới cưới hay là gì đó, có những cái trục trặc lớn gì trong gia đình về phía cha mẹ hai bên hoặc là với câu mâu thuẫn cá nhân, thì hãy nghĩ tới những gì khó khăn nhất, hãy nghĩ tới những đứa trẻ thì chắc chắn kiểu gì cũng vượt qua hết. Cái quan trọng mà hai vợ chồng có thể sống dài được với nhau đấy là nhường, phải biết nhường nhau. Nhường ở đây nghĩa là phải cả hai bên nhìn nhau để sống, chứ không phải là cứ một bên nhường hoài và bên kia cứ thế mà lấn tới thì cũng không được. Nãy chị có hỏi Thuận hỏi là ước mong gì thay đổi đó. Không cần phải tới đây phải nói. Thường ngày không thích, không có vấn đề chỉnh sửa. Nói liền đúng 13 không? Năm không. Nói liền là banh xác. Nóng ai cũng lửa. Lựa thời điểm. Đúng rồi, lựa thời điểm để chia sẻ. Thời điểm là quan trọng. Anh không thích như vậy, thôi em điều chỉnh. Hoặc là gì, một hai lần hết luôn. Thế thôi. Thay mặt chương trình đó là phải cảm ơn tụi em rất là nhiều. Đó, và chúc tụi em lúc nào cũng hạnh phúc như thế. Cảm ơn chị. Cảm ơn Minh Khang, 33 năm. Cảm ơn chị.